Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Bà Bảo. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Các bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục đi phá đảo trò chơi Mergy Fashion Rumble Friend. Mình sẽ đi kết hợp các con quái vật Baby Blue và con quái vật Baby Orangi tạo ra được một đội quân quái vật siêu mạnh, rồi điều khiển chúng đi chiến đấu với đội quân quái vật của kẻ địch. Các bạn hãy xem hết video xem mình tạo ra được đội quân quái vật như thế nào nhé. Các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình để mình có động lực làm các video lần sau hay hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. We'll be right back.